Chào lại anh em ha. Hôm nay cũng gần cuối năm thì chỉ bán, nói chung là bán cái tốt nhất cho anh em. Nói chung là cũng không có nhu cầu gì lời lãi, nói chung cái này cũng không có nhu cầu lời lãi gì nhiều. Đó, thì cho nên anh em xem có phù hợp thì anh em cứ xài ha. Con máy này giờ mình nói thôi ha. Máy này anh em biết là nó là máy xế nhảy. Đó, máy xế nhảy. Đó, anh em thấy không? Máy xế nhảy của hãng Shibaura. Đó, anh em cứ xem vòng vòng coi ha. Đó. Nói chung là máy chắc này chắc cái chất lượng thì mình đánh giá thì nó chưa có bị cái gì hết. Nó thật sự nó còn rất tốt. Đó, thì anh em thấy phù hợp thì xài thôi. Đó, thì máy này nè, nó là OHV. Anh em thấy nè, OHV là nó nguyên bản, về mình chỉ vệ sinh đồ thôi nha anh em. Nè, còn lưỡi là lưỡi nguyên zin của nó luôn ha. Nè, lưỡi này, kiểu lưỡi này anh em thấy là nó múc đất rất tốt. Đó. Thì loại lưỡi này thôi, lưỡi bãi thì chỉ có cái này xài thấy được được. Còn cái này là côn. Côn, còn cái còn bên đây cái tay thêm cái dòng máy này nó thêm nè, anh em bóp côn rồi anh em muốn ve lại thì anh em bóp cái này nó sẽ lùi lưỡi lại, hiểu không? Bóp lại lại nó lùi lưỡi. Lưỡi này thì bề ngang mình nói luôn ha, mình khỏi đo để cho mất thời gian. Nói là nó lưỡi này thì nó bề ngang nó thì nó 6 tấc 60 nè. Đó, anh em thấy nào, nó bóp con là cái này nó cái này nó nhiệt xuống này, tức là cho cái lưỡi nó quay đảo ngược lại. Còn cái này thì này cái con anh em nó có hai tốc độ nha. Anh em muốn tốc độ chậm thì anh em truyền vô phía trong này, còn anh em muốn tốc độ lẹ thì để ngoài đây vậy thì lưỡi nó quay lẹ. Đó, mình đang để phía ngoài nó có lùi lại được thì hay. Nó đặc biệt thiết kế máy này nguyên zin luôn nha anh em cứ nhìn thấy cái chắc máy đó. Rồi mình cũng nói với anh em là con máy này mình bán tại cửa hàng cho anh em là cái giá nó 6 triệu. Nó động cơ nó 4 ngựa nha. Thì anh em nào có nhu cầu động cơ cốt xéo OHV thì biết về cái dòng máy này thì anh em chỉ có cái việc này thôi. Nói thật sự ra thì một năm này thì có một lần thì mình cũng nói chung là anh em nào có quan tâm tới cửa hàng thì có xài thì xài nó được cái giá tốt. Thì còn nói mình nói thật ha, mình nói thật anh em đừng có buồn, tại dịp Tết tới mình cũng không có nên muốn nói. Ví dụ anh em nào có mua thì mua, còn không mua thì thôi, chứ đừng có kiểu mà đặt trước rồi trốn, cái kiểu trốn mà gọi không nghe làm như ai lấy của ba đời mình để lại. Mua cũng không ai ép, cứ dặn máy dặn chứ tôi là người lớn này kia tới rồi trốn cả đám hết, cả nhà hết. Rồi tự nhiên rồi chặn số chặn này kia làm thấy nó giống cái trò gì đâu. Nói thật sự mấy người này cái đợt bệnh đợt rồi mà đợt Covid rồi mấy người này còn thì mấy người này chắc cũng cái mạng cũng lớn lắm hay sao. Nói chung là nó kỳ khôi gì đâu, không có giống ai hết. Thôi mình nói nhiêu đó thôi, mình không có nói nhiều. Còn con máy này mình bán tại cửa hàng giá 6 triệu. Còn anh em nào tin tưởng cửa hàng mình từ lâu rồi thì chuyển khoản trong dịp Tết này thì chuyển khoản thì mình sẽ bao phí tới nơi cho anh em đó. Còn không chuyển khoản được thì mình không bao phí được ha, mình nói rõ. Rồi cứ nghiên cứu kỹ, con máy này là nặng 45 kg. Mình có căng thử nó rồi 45 kg. Rồi mình sẽ khởi động cho anh em. Cứ nghiên cứu được thì gọi lại, còn không được thì cũng anh em dành cái thời gian khác để anh em làm việc. Nhưng mình cũng có cái thời gian để làm việc chứ không nên mà nói vòng vòng mất công ha. Rồi để mình sẽ khởi động, mình quay cho anh em xem thử. Đó, lên ga chút nha.
anh em giật anh em nhớ lên ga ha. À, nắm lên. Còn lùi đây đó, bạn thấy không, lùi là bóp đây đó, nó lùi đó, bóp đây lùi nè, thấy không, trái anh em nghe tiếng máy không, chạy rất là ngon. Bây giờ không biết có thấy không nè, bây giờ tắt máy ở đây ha, anh em thấy cái công tắc này là công tắc điện luôn nha anh em, vừa phá, nếu mà anh phá, anh em phá xăng lại thì nó sẽ tắt máy luôn, tắt máy nó đồng thời nó phá xăng luôn, rất là hay. Ông máy này rất là đầy đủ, nguyên zin hết, nói chung là toàn bộ hết, không dặm phớt gì nước sơn gì hết, là nguyên zin hết. Nhìn chắc máy đó thì cái mình thì có gì mình nói đấy, chứ không có cái gì mà đáng mà để nói, chỉ lâu vòng là làm vòng rồi. Con máy này 6 triệu thì anh em muốn cái cách nào đó thì cứ gọi lại, thấy phù hợp với nhu cầu mình nhắc lại ha, mọi thứ con máy thấy phù hợp cho nhu cầu công việc của mình thì hả mua, còn nếu không phù hợp thì thôi, không có mua, không có làm ấy này kia là mất công anh em nó không được vui, chứ lại là nói chung là nói tóm lại là vậy đi, thì nói ít anh em hiểu nhiều, nói chung là mình anh em mình là dân làm ăn, cái nào cho nó chắc chắn cái nấy, cho nó tránh cái sự mất lầm, tránh sự tổn hại không đáng có. Rồi, chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em luôn vui vẻ ha.